Anh à, ở nhà anh đâu anh? Anh đang đâu vậy? Anh ơi, thằng mặt đồ nó có điện thoại mà anh quay cho nó làm gì? Nó có bị cụt tay cụt chân không mà anh quay điện thoại cho nó làm gì? Anh đang nhà không à? Em bỏ đây này, em bỏ lấy cái hai cái đĩa rồi gái này em để lọt đây. Nhưng mới đồ cũ đây. Thì tôi cũng chán rồi. Sao nhỉ, người ta không chả ai à? Thằng nào muốn làm gì thì làm, giờ nó đánh vào thi đua cá nhân. Không cần thi đua của thể nữa. Đúng rồi, cái này nè. Cái tên gì? Thank you.